gửi đến quý vị và các bạn. Cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Lê Đại Hành, người sáng lập nhà Tiền Lê trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Lê Đại Hành tức Lê Hoàn, sinh năm 941, mất ngày 18 tháng 4 năm 1005, là vị hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lê nước Đại Cổ Việt, trị vì nước Đại Cổ Việt trong 24 năm. Ông là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc nước ta. Khi còn thiếu thời ông làm quan cho nhà Đinh dưới thời Đinh Tiên Hoàng, đến chức Thập đạo tướng quân Năm 979, viên quan đố thích giết vua Đinh Tiên Hoàng và người con Đinh Liễn. Người con thứ tên Đinh Toàn nối ngôi lúc 6 tuổi, Lê Đại Hành làm nhiếp chính, xưng là phó vương, nắm đại quyền triều đình. Nhà Tống lấy cớ Lê Đại Hành chuyên quyền để phát binh xâm lược đại của Việt, thực ra đây chỉ là cái cớ. Còn thực tế chiếu phát binh của vua Tống cho thấy, nhà Tống muốn khôi phục sự cai trị của mình lên nước Việt giống như thời nhà đường. Trước tình thế đó, đại tướng quân Phạm Cử Lạng đem binh sĩ vào cung làm binh biến, buộc Thái Hậu họ Dương, tức mẹ Đinh Toàn, trao Long Cổn cho Phó Vương Lê Hoàn. Sau khi lên ngôi, Lê Hoàn tự mình làm tướng đánh tan quân Tống, chém tướng Hầu Nhân Bảo, bắt sống tướng Quách Quân Biện, triệu phụng huân đem về Hoa Lư, giúp cho Đại Cổ Việt Thanh Bình, bảo toàn được nền độc lập của đất nước. Hiện nay, có những giả thiết cho rằng Lê Hoàn là chủ mưu vụ ám sát vua Đinh Tiên Hoàng để giành ngôi vua giả thuyết này đúng sai không rõ vì không có bằng chứng nhưng việc lê hoàn là một vị vua giỏi và có nhiều đóng góp cho đất nước là điều không thể phủ nhận sau khi lên ngôi lê hoàn thu được nhiều thành tích nổi bật trong việc cai trị như việc phát triển nông nghiệp mở trường học tuyển dụng nhân tài và đánh bại chiêm thành đánh dẹp các tộc người ở biên giới khiến họ phải quy phục triều đình vì vậy ông vẫn được sử sách đánh giá là một minh quân có công trong việc xây dựng đất nước và được nhân dân ca ngợi Ông là nhà phụ của Hoàng đế Lý Thái Tổ, ông ngoại của Hoàng đế Lý Thái Tông. Về thân thế của Lê Hoàn Đại hành Hoàng đế Húy là Lê Hoàn, sinh ngày 15 tháng 7, nhằm ngày mùng 10 tháng 8. Cha là Lê Mịch, mẹ là Đặng Thị, quê hương của ông ở đâu còn đang bị tranh cãi, và chưa thống nhất, chỉ được biết rằng ông là con nuôi của một viên quan họ Lê Quê ở Thanh Hóa. Câu chuyện ông được sinh ra có nhuốm màu truyền thuyết, khi mới có thai, mẹ ông chiêm bao thấy trong bụng nở hoa sen chỉ chốc lát đã sinh ra lê đại hành trong thôn có viên quan án là lê đột trông thấy lấy làm lạ nói tư cách đứa trẻ này người thường không sánh được bèn nhận làm con nuôi chăm sóc dạy dỗ không khác gì con đẻ có đêm mùa đông trời rét lê đại hành úp cối mà ngủ đêm ấy ánh sáng đẹp đầy nhà viên quan lén đến xem thì thấy con rồng vàng che ấp bên trên vì thế lại càng thêm quý trọng lê hoàn về sự nghiệp của Hoàng đế Lê Đại Hành. Lớn lên, Lê Hoàn theo giúp Nam Việt Vương Đinh Liễn, tính tình phóng khoáng, có trí lớn. Sứ quân Đinh Bộ Lĩnh khen là người trí dũng, chắc thế nào cũng làm được việc, bèn giao cho cai quản một nghìn quân sĩ. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, tức vua Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt. Năm 971, Đinh Tiên Hoàng bắt đầu quy định cấp bậc văn võ, tăng đạo. Đinh Đế lấy Nguyễn Bạc làm định quốc công, Lưu Cơ làm đô hộ phủ sĩ sư, Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân, Tăng Thống Ngô Trân Lưu được ban hiệu là khuôn Việt đại sư, Trương Mani làm tăng lục, đạo sĩ Đặng Huyền Quang được trao chức sùng chân uy nghi. Tháng 10 năm 979, tri hậu nội nhân đố thích giết Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đình Liễn ở Sân Cung. Định Quốc Công Nguyễn Bạc, ngoại giáp Đinh Điền cùng Lê Hoàn rước về Vương Đinh Toàn lên ngôi Hoàng đế và tôn mẹ Đinh Toàn là Dương Vân Nga làm Hoàng Thái Hậu vệ vương đinh toàn lên ngôi khi mới 6 tuổi lê hoàn làm nhiếp chính đảm đương việc nước xưng là phó vương định quốc công nguyễn bậc ngoại giáp đinh điền phạm hạp nghi ngờ hoàn sẽ làm điều bất lợi cho vua nhỏ bèn dưới binh chia hai đường thủy bộ muốn tiến về hoa lư giết lê hoàn lê hoàn chỉnh đốn quân lữ đánh nhau với đinh điền nguyễn bậc ở tây đô đinh điền nguyễn bậc bỏ chạy đem quân thủy ra đánh lê hoàn nhân chiều gió phóng lửa đốt thuyền chiến chém đinh điền bắt Nguyễn Bạc đóng cúi đưa về kinh sư, sau đem chém. Phạm Hạp được tin, mất khí thế, chạy về làng Cát Lợi ở Bắc Giang. Lê Hoàn đuổi theo, bắt sống Phạm Hạp mang về kinh sư. Nhà Tống xuất binh. Tháng 6 năm 980, Chi Châu ung của nhà Tống là Thái Hầu Nhân Bảo, dân thư khuyên Hoàng đế Tống Thái Tông nên lựa thời cơ nước Nam dối ren, vua còn nhỏ, đem quân trinh phạt. Vua Tống nghe theo. Tháng 7 năm 980, nhà tống lấy hầu nhân bảo làm giao châu lục lộ thủy lộ chuyển vận sứ lan lãng đoàn luyện sứ tôn toàn hưng bất tắc sứ hát thủ tuấn yên bi khổ sứ trần khâm tộ tả giám môn tướng quân thôi lượng làm ông châu lộ binh mã bộ thư ninh châu thứ sử lưu trừng quân khi khố phó sứ giả thực cung phụng quan các môn tri hậu vương soạn làm quảng châu lộ binh mã đô bộ thư họp quân cả bốn hướng hẹn ngày cùng sang chinh phạt nước nam lê hoản lên ngôi vua nhận tin quân tống chuẩn bị xâm lược thái hậu sai lê hoàn chọn dũng sĩ đi chiến đấu lấy người nam sách giang là phạm cự lạng làm đại tướng quân khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất quân phạm cự lạng cùng các tướng quân khác đều mặc áo trận đi thẳng vào nội phủ nói với mọi người thường người có công giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân nay chúa thượng còn trẻ thơ chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài may có chút công lao thì có ai biết cho chi bằng trước hãy tôn lập ông thập đạo làm thiên tử sau đó sẽ xuất quân thì hơn. Quân sĩ đều hô vạn tuế. Thái hậu thấy mọi người vui lòng quy phục bèn sai lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi hoàng đế. Từ đó ông lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc năm đầu, 980, giáng phong đinh toàn làm vệ vương. Lê Hoàn còn truy phong cha làm trường hưng vương và mẹ họ đặng làm hoàng thái hậu. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.